Ban chỉ đạo đề án phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027 tỉnh Đắk Lắk, gọi tắt là đề án 1371, vừa phối hợp với huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Krông Bách tổ chức các hoạt động làm điểm tại xã E Giêng. Tham dự có đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đề án 1371 tỉnh Đắk Lắk. Các hoạt động được tổ chức tại xã E Giêng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Lữ đoàn Đặc công 198 thực hiện với nhiều phần việc, mô hình, công trình thiết thực. Lực lượng bộ đội đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng hệ thống pano, áp phích, cấp phát tờ rơi, tổ chức tuyên truyền trực quan bằng xe lưu động, thông tin trên các phương tiện truyền thông kết hợp với trình chiếu phóng sự, phim tài liệu. Để nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng với các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể địa phương đã lồng ghép công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật gắn với hoạt động dân vận, giúp nhân dân phát quang, cát dọn trên các trục đường liên buôn, các công trình công cộng, nạo vét kênh mương. Bên cạnh đó, lực lượng bộ đội phối hợp với chính quyền địa phương lắp đặt công trình 10 bộ đèn chiếu sáng công cộng tại buôn Con Hrin với trị giá 25 triệu đồng, hỗ trợ trên 50 triệu đồng xây dựng sân bóng chuyền tại buôn Con Hrin. Ban chỉ đạo đề án 1371 tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền giao lưu văn hóa văn nghệ, tìm hiểu pháp luật thông qua hình thức sân khấu hóa, đồng thời trao tặng 22 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già làng, trưởng buôn, người có uy tín trong cộng đồng, trao 2 nhà đoàn kết cho hộ nghèo và 5 xe đạp cho trẻ em nghèo học giỏi. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đề án 1371 tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động thiết thực tại xã E Giêng. Qua công tác tuyên truyền, đã vận động nhân dân thực hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân.